Chào buổi sáng tất cả các anh chị của đội nhóm ghiếc toàn cầu trên Zoom sáng hôm nay. Hôm nay một lần nữa Ada lại có cơ hội lên đây và chia sẻ với các anh chị những cái gì mà mình học được và trải nghiệm được trong thời gian qua kinh doanh như là một nhà phân phối với công ty Nu Skin. Ngày hôm nay cùng host Ada còn có Blue Diamond Thủy Nguyễn đang ở Việt Nam và Blue Diamond Nguyệt Nguyễn đang ở Houston. Chào buổi sáng Thủy và chào buổi sáng Nguyệt. Dạ, xin chào chị Ada, xin chào chị Nguyệt và chào tất cả anh chị em trong đội nhóm ghép ở khắp mọi nơi. Hello Nguyệt. Rồi, good morning, đã được mở đường live. Xin chào chị Ada, xin chào Thủy, xin chào tất cả các anh chị em toàn cầu. Chào buổi sáng tất cả các anh chị. Theo như cái Facebook Live ngày hôm qua ba chị em chia sẻ cùng với Team Lead An Nguyễn. Thực sự ra thì đó là những cái gì với những cái background khác nhau, những cái nghề nghiệp khác nhau, tất cả các anh chị cùng có thể làm việc và kinh doanh với công ty Nu Skin như một nhà phân phối. Với những cái sự hứng khởi đó, mọi người ai cũng muốn bắt đầu hết. Cái câu hỏi đặt ra nhiều nhất trong ngày hôm qua các bạn trong 24 tiếng đồng hồ là khi mà họ hiểu được như vậy thì họ làm sao để bắt đầu, và nếu như họ bắt đầu thì họ sẽ bắt đầu như thế nào. Rõ ràng mọi người ai cũng khác nhau hết. Có người thì có những cái công ăn việc làm từ trước, có những người đang là kỹ sư, có những người đang là bác sĩ, có những người đang là người nội trợ. Vậy thì cái bắt đầu của họ có khác nhau hay không, và bước khởi nghiệp cũng giống như là cách lập mục tiêu như thế nào để mọi người đều có một cái nhìn đúng đắn và mọi người biết được khả năng mình ở đâu để bắt đầu cho đúng. Thì hôm nay với sự quay lại rất là nhiệt tình của Blue Diamond Thủy Nguyễn và Blue Diamond Nguyệt Nguyễn, ai đã có thể giới thiệu với anh chị, các anh chị đang có những người tư vấn cho mình tốt nhất để bắt đầu công việc làm một nhà phân phối của công ty Nu Skin. Và với tình hình hiện nay, cái sự thú vị là các bạn có thể ngồi ở nhà, được học, được hỏi và được bắt đầu kinh doanh một cách đơn giản nhất, mà không cần phải gọi là mất công sách tốn sách vở tới trường, mà mất công phải tiếp xúc với người này hay người kia, đúng không ạ? Đó là cái sợ nhất của mình hiện nay. Cho nên để bắt đầu buổi chia sẻ, thì Ada có thể mời Thủy giới thiệu chút xíu về mình, và sau đó giới thiệu với Blue Diamond Nguyệt Nguyễn vài lời để các bạn biết các chị đang kinh doanh với Nu Skin như thế nào, và hiện nay các chị đang làm những gì trong hệ thống của mình có kết quả, và sau đó các anh chị có thể nói sơ về những cách mà ngày xưa, hoặc là các anh chị có thể hướng dẫn mọi người cách các bạn đang bắt đầu công việc của mình như thế nào. Ai đã mời Blue Diamond Nguyệt Nguyễn trước nhé. Xin chào tất cả các anh chị em. Mình là Nguyệt, hiện đang sống ở Houston. Thì cái cách bắt đầu đơn giản nhất làm trước tiên đó là khi hôm qua các anh chị đã nghe những cái video của ba chị em, thì hôm nay đã quyết định bắt đầu, thì trước tiên là mình sẽ mở một cái mã số. Và khi mà mở mã số với công ty Nu Skin là hoàn toàn miễn phí. Thì khi mà mình có cái mã số và bắt đầu thì anh chị sẽ quyết định là mình sẽ sử dụng cái sản phẩm gì. Để mà trải nghiệm, để mình biết cái sản phẩm đó nó như thế nào, để mình có thể chia sẻ với những người khác. Thì sản phẩm theo nhu cầu, các anh chị có thể sử dụng những cái ở ngoài da, thí dụ giống như là những cái máy rửa mặt, những cái máy làm facial, hay là những cái bộ dưỡng da, hoặc là những cái sử dụng trong gia đình. Trong gia đình của mình hiện bây giờ đang thiếu cái gì mà mình không muốn đi ra ngoài mua, mình có thể order online, có thể mua online. Thí dụ giống như kem đánh răng, xà bông tắm, xà bông gội đầu, từ trên xuống dưới cái gì cũng có hết. Và nếu mà các anh chị chăm sóc, muốn lo cho sức khỏe cho gia đình, thì mình có thể sử dụng những thực phẩm vitamin, bổ sung thực phẩm, cái gì tự nhiên em quên mất cái tên, thực phẩm chức năng để mà bổ sung sức khỏe, năng sức đề kháng cho gia đình của mình. Thí dụ giống như là ở Mỹ thì gọi là extract juice, ở các thị trường thì có thể gọi là white spend, hoặc là những cái vitamin cho hoặc là nước gấc, hoặc là nếu mà có con em thì là những cái vitamin cho các trẻ em ở nhà, giống như là Jungle Mao. Mình có rất là nhiều sản phẩm cho các anh chị có thể sử dụng theo nhu cầu, nên mình coi thử cơ hiện giờ mình đang cần cái gì nhất để mà mình có thể trải nghiệm. Và sau đó anh chị phải có một cái mục tiêu. Em sẽ giới thiệu cho anh chị những anh chị mà mình chỉ muốn khởi động kinh doanh, mình chỉ muốn bắt đầu để mà có thể kiếm extra income thôi, giống như là thêm thu nhập cho gia đình. Thí dụ giống như là 100 đô, 200 đô, 300 đô, 400 đô, 500 đô, tùy theo mục tiêu của anh chị khi mà anh chị muốn bắt đầu. Thì mình phải có một cái mục tiêu. Thí dụ anh chị nói hôm nay mình vô đây và mình muốn
à, cái tháng này mình kiếm được 500 đô để mà mình giúp tiền đi chợ cho gia đình, đúng không? Trong lúc mà mình không đi làm hay là cái gì đó. À, thì 500 đô thì mình phải có cái mục tiêu, và sau đó thì các anh chị phải cần có danh sách của những khách hàng mà mình muốn giới thiệu. Thí dụ giống như bây giờ mình coi ở trong các Facebook, các anh chị làm qua mạng xã hội đúng không? Anh chị coi ở trong cái contact list của mình, nghĩa là cái danh sách bạn bè của mình đó, mình coi coi những ai là những người hiện bây giờ có cái nhu cầu về sức khỏe, về sắc đẹp hay là về những cái sản phẩm mà mình sẽ sử dụng nhé. Tại vì chỉ có khi nào anh chị sử dụng anh chị mới có thể giới thiệu được thôi, mình mới có biết, mình sử dụng mình mới biết là tốt như thế nào, để mà khi mình tư vấn cho những người khách hàng của mình mới biết là khi người ta hỏi mình là thí dụ giống như cái kem đánh răng này nó có cay hay không, nó có ngọt hay không, mình phải biết để mình nói là nó như thế nào, đúng không? Và khi mình sử dụng rồi mình nói là cái kem đánh răng này chỉ giống như là 1 tuần sau là em thấy nó khác hẳn, cái màu răng của em, cái men răng của em nó sáng lên 1 nấc 2 nấc hay là cái gì đó thì mình mới biết được. Nên các anh chị phải trải nghiệm, ít nhất là mình phải trải nghiệm những cái gì mình muốn, cái nhu cầu của mình mới giới thiệu cho người khác. Và khi mà anh chị ghi cái danh sách đó xuống xong, mình sẽ viết ra là cái người này cần cái gì. Ví dụ giống như nói chị Thủy sẽ cần kem đánh răng, ví dụ giống như vậy thì mình sẽ ghi xuống Thủy cần kem đánh răng và cái mục tiêu đó, và mình sẽ viết cái lời mời như thế nào nhé. Những cái này mình sẽ viết cái lời mời cho chị Thủy để mà sử dụng kem đánh răng như thế nào. Là đó, trước tiên là anh chị phải có cái mục tiêu, mình muốn kiếm bao nhiêu tiền, các anh chị phải có cái danh sách của những cái khách hàng của mình, người này cần cái gì, người kia cần cái gì. Rồi cái thứ ba là anh chị phải học cái viết xuống mình sẽ mời họ như thế nào, chứ mình không thể nào các anh chị chạy vô trong mà nói Thủy ơi, tự nhiên lôi Thủy ra, thế là ví dụ bạn ơi, răng của bạn hôm nay là mình thấy là nó đen lắm rồi nha, mình nên xài cái này, cái đó là không đúng đâu. Mình phải học cái cách mời cho nó đúng, và những cái này thì các anh chị sẽ được training do những người mà giới thiệu của mình vô, hoặc là do hệ thống. Những cái này là hôm nay là cái khung mà các anh chị nên biết là mình sẽ làm những cái gì, đúng không? Sau đó mình mời xong rồi mình sẽ chia sẻ. Khi mà mình chia sẻ thì các anh chị sẽ chia sẻ là trong đó sẽ có những cái sự tương tác qua lại, và các anh chị mình sẽ chia sẻ ở đằng sau cái Messenger, chứ mình không có chia sẻ là đại trà ở trên Facebook. Thì sau mình chia sẻ trong đó và các anh chị cũng sẽ có sự hỗ trợ của đội nhóm, nghĩa là đội nhóm hiện bây giờ có những cái buổi làm việc từ các vùng khác nhau rất là nhiều, các anh chị sẽ được nối kết vô trong đó và mình sẽ được chia sẻ và người ta sẽ hướng dẫn cho mình người này hỏi như thế này mình sẽ trả lời làm sao, đúng không? Rồi và mỗi lần khi các anh chị chia sẻ và cái người khách mà được người khách đồng ý sử dụng cái sản phẩm của mình và mình sẽ giúp cho họ mua mua hàng, thì cứ mỗi lần như vậy, mỗi lần một cái sản phẩm mà được gửi cho khách là các anh chị có tiền. Nên khi mà xoay ngược lại cái mục tiêu đó, thí dụ hôm nay các anh chị muốn kiếm 100 đô trong cái tuần này đi ha, mình muốn kiếm 100 đô thì bây giờ sao, mình giới thiệu ra một cái sản phẩm, thí dụ giống như nếu mà mình giới thiệu ra một cái Lumi Spa là mình được cỡ 20 đô em, thí dụ ha, ở thị trường Mỹ có thể mình được 20 đô thì mình muốn 100 đô thì sao? Tuần này các anh chị phải lên danh sách để mà mình có thể giới thiệu được 5 cái Lumi Spa. Thì các anh chị sẽ có 100 đô thôi. Cứ hàng gửi ra là mình sẽ có tiền. Và cái cách mà khởi nghiệp mà nó đơn giản nhất có thể là có tiền hàng ngày, hàng tuần luôn, mỗi ngày và mỗi tuần là mình cứ giới thiệu sản phẩm, mình cứ giới thiệu những cái gì mình sử dụng. Nên em nhắc lại một cái lượt mà nó rất là cái quy trình ha, quy trình để mình kiếm tiền hàng ngày. Thứ nhất là mình sẽ đăng ký với cái mã số ngay vì nó miễn phí, và khi mà đăng ký mã số thì mình mới chính thức là nhà phân phối để mà mình được nhận tiền huê hồng của công ty. Thứ hai là mình sẽ mua những cái sản phẩm mà mình cần thiết và mình muốn trải nghiệm để mà mình giới thiệu. Thực ra tất cả các sản phẩm trong công ty, các sản phẩm nào đối với Nguyệt cũng cần thiết hết. Nhưng mà đối với cái nhu cầu hiện tại của các anh chị, cái nào là cần thiết nhất cho anh chị bây giờ thì mình sẽ mua liền cái đó và mình sử dụng. Và cái thứ ba là mình sẽ lên cái danh sách mục tiêu, mục tiêu của mình muốn kiếm bao nhiêu tiền trong tuần này, tháng này ha. Và cái thứ tư là mình sẽ có cái danh sách của khách hàng, danh sách của khách hàng, và cái những cái khách hàng này sẽ cần những cái món gì,
mình phải có rõ ràng ra như vậy. Xong mình sẽ mời và mỗi người khách hàng mình sẽ mời như thế nào để mà người ta có thể nhận cái lời mời của mình, nghe để nghe cái lời chia sẻ của mình. Xong rồi mình sẽ chia sẻ, mình chia sẻ và mình tương tác và mình sẽ order, và khi mà mình mua hàng, hàng gửi ra mình có tiền. Đó, thì cái đó là cái phần mà chia sẻ để mà bắt đầu đơn giản của em đó à, với à, chị Ada. Thì à, rồi à, không biết là trước tiên là chị Ada với lại Thủy có câu hỏi gì cho cái phần à, đơn giản đó hay không? À, cảm ơn chị Nguyệt rất nhiều. Cái phần của chị Nguyệt ấy là Thủy muốn chia sẻ với các anh chị là chị Nguyệt đã chia sẻ một cái phần rất là quan trọng trong cái kinh doanh đối với Nu Skin. Ngày hôm qua các anh chị cũng đã xem chương trình live rồi đúng không ạ? Đây là một cái chương trình mà ngày hôm nay tụi Thủy sẽ hướng dẫn cho khởi động. Cho nên là trong cái phần khởi động của Nu Skin ấy thì nó rất là rõ ràng liên quan đến cái mục tiêu. Các anh chị Nguyệt cũng đã nói rất rõ là các anh chị muốn vào đây kiếm 100 đô này, 1.000 đô hay là hàng chục ngàn đô. Thì cái phần đầu tiên ấy là chị Nguyệt đã chia sẻ cái phần rất là quan trọng trong cái thu nhập của bảng Velocity của Nu Skin, đấy là cái sharing bonus. Thì ngày cái phần của chị Nguyệt em muốn hỏi thăm chị Nguyệt là trong cái phần mà share mà chị Nguyệt chia sẻ thì trong cái trải nghiệm của cá nhân chị á, thì những cái sản phẩm nào mà cá nhân chị và đội nhóm của chị trong những năm qua mà mình đặc biệt khi mà ứng dụng Velocity vào á, thì những dòng sản phẩm đấy nó mang lại một cái hiệu quả kinh doanh cho đội nhóm của chị rất là lớn, chị có thể chia sẻ được không ạ? À, câu hỏi rất là hay Thủy. Thì những cái sản phẩm mà trong đội nhóm, không 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 phải là riêng cá nhân ha, tổng cả đội nhóm đó, khi mà mình nhìn thấy đó thì khách hàng thích ưa chuộng nhất là sản phẩm Exhaust Youth hoặc là White Span, là cái sản phẩm đó là cho sức khỏe. Và cái thứ hai là nước gấc. Cái nước gấc, tại vì gia đình nó thường thường mình cứ nói là mình chăm sóc cho người lớn, nhưng mà thực ra con nít á, con trẻ của mình, tụi nó nhỏ, nó không có uống được những cái viên, mình chỉ có thể cho nó uống nước gấc thôi. Nước gấc và cái vitamin mà ngậm trong miệng chân cầu mao đó, nhưng mà nước gấc vẫn là cái mà sản phẩm mà được khách hàng ưa chuộng nhất là Exhaust Youth với nước gấc. Còn mà về những cái sản phẩm mà sử dụng trong nhà, dĩ nhiên là kem đánh răng là cái sản phẩm bán chạy nhất, bởi vì ai cũng cần hết, và chừng nhà mình một tháng là xài cỡ ba cái kem đánh răng. Một sáng là ba cái kem đánh răng. Và còn cái mà bên ngoài đó, sản phẩm bên ngoài thì là máy Lumi Spa và cái sản phẩm Two Face mà người hay gọi nôm na nó là collagen. Đó là Two Face, và cái đó là những cái sản phẩm tiêu biểu mà đội nhóm mình là bán được nhiều nhất trong các năm qua. Dạ, cảm ơn chị Nguyệt. Và đến cái phần thứ hai, các anh chị cũng để ý là một trong những cái phần rất rất là quan trọng và nó khẳng định cái sự vượt trội trong kinh doanh Nu Skin. Đấy là chúng ta hoàn toàn có thể chọn cái cách bắt đầu giống như chị Nguyệt đã chia sẻ đúng không ạ? Chúng ta sử dụng sản phẩm, chia sẻ sản phẩm bằng những sản phẩm mà cá nhân mình cảm thấy là nó hiệu quả cho cá nhân mình và gia đình và những người thân của mình. Thế nhưng mà cái thứ hai trong cái chính sách trả thưởng của Nu Skin, đấy là một trong chính mà chính sách trả thưởng của Nu Skin, các anh chị lưu ý nhé, nó là một trong những cái sản phẩm vô hình mà rất rất là quan trọng để khiến cho thu hút rất nhiều những người giỏi vào đây. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà dịch corona như thế này thì Thủy nghĩ rằng là cái chính sách trả thưởng Velocity với cái cột thứ hai á, là cột Build á, nó quyết định cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một cái kinh doanh độc lập. Nó giống như là mình có thể mở một công ty vậy á, nhưng cái công ty của chúng ta không phải thuê mặt bằng, cái công ty của chúng ta không phải thuê nhân viên, cái công ty của chúng ta không phải lo những cái hậu cần đúng không ạ, không phải lo những cái thứ mà hiện nay nếu một chủ doanh nghiệp ngoài kia đang gặp phải những cái khó khăn thách thức ngoài kia, thì trong kinh doanh Nu Skin chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một cái doanh nghiệp giống như ngày hôm qua chị Ada nói á, một doanh nghiệp ở trên mây, một doanh nghiệp mà chúng ta tự quyết định, một kinh doanh độc lập của cá nhân mình. Thì Thủy rất là muốn mời chị Ada là một cái người leader mà Thủy nghĩ chị cũng là tiêu biểu cho cái việc là xây dựng một cái kinh doanh của mình thông qua mạng xã hội. À, trong một thời gian rất là ngắn và chị có xây dựng một cái kinh doanh của chị, à, Thủy tin rằng là đó là một kinh doanh không hề nhỏ, đặc biệt cho với những anh chị em mà mới bắt đầu thì câu chuyện của chị Ada chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Em xin mời chị Ada. Cảm ơn Thủy và cảm ơn Nguyệt rất là nhiều. Với cái sự chia sẻ của lúc đây mình Nguyệt Nguyễn vừa mới chia sẻ các bạn, khi mà mình hiểu được chính sách của Nu Skin thì rất là rõ ràng, giống như các anh chị mặc dù là bắt đầu là những nhà phân phối của Nu Skin, mình không nghĩ là mình vào đây một bước thì mình có thể đạt được tất cả những cái gì mình muốn, nhưng mà nó thang cái cầu thang nó có rất nhiều bậc đúng không? Chia sẻ của Nguyệt vừa rồi cho các bạn thấy mặc dù mới là một nhà phân phối, hàng ngày không nhất thiết phải là một chiếc máy Ace Lock Me mà các bạn mất
công phải giải thích cái kỹ thuật, cái công nghệ đồ sộ của nó. Các bạn không nhất thiết phải như vậy, nhưng mà nếu các bạn cần các bạn vẫn có thể, đúng không ạ? Các bạn sẽ nói là mình sẽ không hiểu quá nhiều sản phẩm, nhưng mình có thể hiểu từ 10 tới 20 sản phẩm đơn giản mà mình đang sử dụng trong nhà. Tại vì khi mình hiểu được tất cả những sản phẩm của công ty Nu Skin đều kèm theo một số tiền cụ thể nếu các bạn chia sẻ, thì cái việc mình sử dụng những cái sản phẩm đơn giản 10 đồng, 20 đồng, 200 ngàn, 300 ngàn bên Việt Nam, 7 đồng, 7 đô, 7 euro, 8 euro bên châu Âu, các bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà phân phối của Nu Skin. Và như vậy cái việc làm sắp lập mục tiêu, ví dụ như các bạn muốn 15 đô ngày mai, 30 đồng ngày mai, 100 đô ngày mốt, mỗi ngày các bạn có 30 đồng như vậy, cái sản phẩm nào mình sẽ chọn và mình sẽ chọn như vậy rồi thì mình sẽ chia bao nhiêu lần sản phẩm đó trong ngày. Rất đơn giản, một cái người nội trợ mới bắt đầu ngày hôm qua các bạn hoàn toàn có thể làm được bài toán này. Đúng không ạ? À, và nếu như các bạn chỉ có 1 tiếng, 2 tiếng một ngày, đó là cái các bạn bắt. Còn về chia sẻ thì đối với ba chị em đang làm việc trên social media, cách chia sẻ thì các bạn có thể mời bạn mình, những cái gì mình tốt thì mình gọi điện thoại nói chuyện, gửi tin nhắn. Còn ví dụ như với Ada, với Thủy hoặc là với Nguyệt, sau khi mình hiểu được là mình có thể sử dụng mạng social media giống như ngày hôm qua ba chị em chia sẻ Facebook, thì mình có thể chia sẻ. Và các bạn nhớ cái từ chia sẻ nó khác với từ áo. Các bạn quảng cáo các bạn hoàn toàn có thể nói nhưng không thể sử dụng, nhưng khi các bạn chia sẻ thì các bạn bắt buộc phải sử dụng mới nói được. Vì các bạn nói giỏi lắm, các bạn nói chừng 5 người là mình nín thở rồi, thì mình vận dụng hết công lực của mình để mình chia sẻ những cái từ tốt đẹp nhất mình có thể nói về sản phẩm đó. Cho nên nó rất là khó. Còn nếu như các bạn sử dụng rồi thì các bạn nhấn nút là bạn nói. Tại vì mình hiểu như thế nào, mình trải nghiệm như thế nào, mình biết ra làm sao là mình nói nó rất là dễ. Tại vì đó là sự thật. So cái sự chia sẻ nó nằm quan trọng ở bước đầu tiên. So Ada nói lại để các bạn hiểu cái ý của Blue Diamond Nguyệt Nguyễn. Mặc dù cái mà Ada thấy ở Nguyệt khi những ngày bắt đầu đó là bạn set cái mục tiêu cho mình muốn 500 đồng, muốn 100 đồng, muốn 200 đồng. Đó là mục tiêu. Nhưng mà cách làm nó còn đơn giản hơn nữa. Tại vì nó bắt đầu từ những sản phẩm trong nhà. Quay trở lại với câu hỏi của Thủy, cái chính sách thứ hai mà không có kém phần quan trọng của Nu Skin đó là chính sách xây dựng. Tức là khi các bạn trở thành những nhà phân phối thì các bạn có những người khách hàng trong hệ thống của mình, giống như là việc Nguyệt vừa mới chia sẻ. Nhưng sau khi những người khách hàng họ sử dụng sản phẩm có quả, cái bước thứ hai là các bạn muốn, các bạn hỏi và các bạn đặt câu hỏi điều kiện: chị xài sản phẩm có thấy tốt hay không? Và nếu như sản phẩm tốt thì chị nghĩ người đầu tiên mình sẽ chia sẻ là ai? Ví dụ bản thân Ada đi áo tốt, hay mình ăn một cái kem ở đâu đó ngon, hoặc là mình ăn một đâu mình thích. Cái việc đầu tiên mình ai các bạn? Mình đâu có gọi cho khách hàng của mình, đúng không ạ? Mình đâu có gọi cho người dân, và mình đâu có lên Facebook mình nói. Mình sẽ gọi mẹ mình, là mình gọi chị mình gọi em mình. Cái chỗ đó ngon lắm, tốt lắm, rẻ lắm, rất là thích hợp. Bạn, chị, mẹ, dì, cô, mợ, chú nên đến để trải nghiệm, hoặc là nên mua để dùng, đúng không ạ? Tại vì cái tốt thì mình sẽ chia sẻ. Vậy là đang làm cái việc đầu tiên của Nguyệt. Và sau đó thì mình, sau khi họ xài tốt rồi, mình hỏi nếu như tốt thì mình sẽ chia sẻ cho ai, và nếu như cái việc chia sẻ đó có thể giúp lại bạn kiếm được ít tiền, kiếm được hoa hồng, kiếm được khoản nào đó để ăn bánh, ăn quà, ăn vặt, thì chị nghĩ như thế nào? Và nếu như câu trả lời là yes, thì Ada đã có một nhà phân phối đầu tiên trong hệ thống. Và với cái việc có những nhà phân phối và những khách hàng đầu tiên trong hệ thống, cái bước thứ hai mình nghĩ tới là mình trở thành quản trị viên. Và với của công ty Nu Skin hiện nay, các bạn có thể trở thành quản trị viên trong thời gian dài như tháng, và ngắn nhất là bất kỳ lúc nào các bạn có đủ 6.000 điểm trong hệ thống. Nghĩa là tất cả những sản phẩm của công ty đều đi theo một số điểm nhất định, tùy theo cái giá trị của sản phẩm. Và cái số điểm này nó được quy định khác nhau ở từng thị trường. Lý do là tại vì do công ty Nu Skin họ gửi hàng đi 55 quốc gia toàn thế giới. Nếu họ dùng tiền tệ để tính đó các bạn, thì sẽ có sự chênh lệch về tiền và tên của những cái tiền tệ khác nhau, nên sẽ họ dùng điểm để tính. Ví dụ như cây kem đánh răng, họ thống nhất với nhau là tất cả 55 quốc gia toàn thế giới một cây kem đánh răng là 8 điểm. Cho nên ở Mỹ có thể là 10 đồng, ở châu Âu có thể là 7 euro, ở Việt Nam có thể là 300 ngàn, đúng không ạ? Nhưng quy định chung là 8 điểm. Làm như vậy để nhà phân phối mình có thể dễ tính. Và trong thời gian ngắn nhất là bất kỳ lúc nào và dài nhất là 6 tháng, các bạn gom đủ 6.000 điểm, với điều kiện là ít nhất mỗi tháng các bạn có 1.000 điểm, thì các bạn sẽ chính thức trở thành một cái người mà gọi là quản lý nhân viên đầu tiên trong hệ thống của công ty Nu Skin, gọi là quản trị viên, tiếng Anh mình hay gọi là executive. Okay. Và với cái điều kiện này, và đây là chính sách trả thưởng cao nhất của công ty, nằm ở chỗ khi các bạn chính thức trở thành quản trị viên.
Với kinh nghiệm của Ada đó các bạn, khi mà mình kinh doanh lâu năm rồi, chưa có một kinh doanh nào có thể cho mình gọi là 100% cái tiền hoa hồng trước khi, gọi là cái tiền lợi nhuận trước khi trừ chi phí nữa. Mỹ mình gọi là gross income, các bạn được từ 5 cho tới 40%, và số tiền này gọi là bảo đảm an toàn một cách tuyệt đối. Cho nên đối với những người kinh doanh, các bạn đang gọi là kinh doanh truyền thống, tức là các bạn đang sở hữu chủ doanh nghiệp, thì tại chỗ này nếu như các bạn là những người kinh doanh truyền thống thì cái khả năng của các bạn sẽ phát triển cao nhất. Vì nếu như cái truyền thống của mình mạnh thì các bạn vào đây các bạn làm việc cật lực và chăm chỉ, cái mức hoa hồng tối đa các bạn được thưởng là 40%. Những anh chị chủ doanh nghiệp, hàng chủ tiệm nail, chủ cây xăng, chủ tiệm giặt của các bạn vào đây các bạn sẽ thích cực kỳ cái chính sách trả thưởng bill này. Cho nên những ngày đầu tiên khi đã mới vào Nuskin, các bạn hay là chưa có hệ để có thể huấn luyện hoặc là có thể đào tạo họ, thì cái mình tập trung là trở thành một cái người executive càng nhanh càng tốt. Và nếu như các anh chị là những người ngày hôm qua muốn bắt đầu kinh doanh với Nuskin vì cảm thấy thứ nhất hợp thời, cảm thấy chính sách trả thưởng xứng đáng với mình và cảm thấy những dòng sản phẩm của công ty xứng đáng để cho mình trải nghiệm và chia sẻ với mọi người, thì các bạn có thể gọi là lên trên mạng, gọi là lên trên cái computer của mình và submit một cái lá thư, nó gọi là letter of intent, tức là thư ngỏ ý, thư có ý định là mình thông báo cho công ty là tôi đang có ý định muốn trở thành một người quản trị viên trong hệ thống của công ty, mình hay gọi tắt là LOI, tức là LOI viết tắt từ chữ letter of intent, tức là các bạn thông báo cho công ty là chúng tôi đang có ý định muốn trở thành một nhà quản trị viên. Làm như vậy thì các bạn sẽ làm cho hệ thống của mình, thứ nhất là cái người bảo trợ mình và 6 người trong hệ thống của mình, họ hiểu được là đang có một người muốn trở thành quản trị viên để họ có thể giúp đỡ các anh chị. Và cái việc đầu tiên các anh chị làm là các anh chị sẽ có 1.000 điểm đầu tiên, càng sớm càng tốt, để các anh chị có thể nhận được sự hỗ trợ đó. Với kinh nghiệm của Ada, các bạn trong thời gian qua, những người mà muốn bắt đầu kinh doanh càng sớm càng tốt, họ nhìn vào tất cả những cái chính sách trả thưởng công ty. Đầu tiên hết là trả thưởng trên từng sản phẩm, thứ hai là trả thưởng từ 5 tới 10% cho những người xây dựng hệ thống, cho những người bắt đầu kinh doanh nhưng muốn trở thành một người quản trị viên, thì cái chỗ này là chỗ hấp dẫn nhất. Cho nên trên đây Ada thấy có rất là nhiều quản trị viên ở trên này, cho nên chúc mừng các anh chị là những nhà kinh doanh chính thống. Và đôi khi các bạn không bao giờ biết được là cái hệ thống của mình, gọi là cái số lượng những người khách hàng và những nhà phân phối trong hệ thống của mình là cái nguồn nhân lực chính để tạo cho các bạn 40% hoa hồng mà chưa có doanh nghiệp nào, chưa có một công ty nào có thể bảo đảm cho các bạn có được điều đó. Sau đây là cái chính sách hấp dẫn nhất. Các bạn cần liên lạc để có thể trở thành một cái người có cái letter of intent, tức là LOI, càng sớm càng tốt, để các bạn sẵn nhận được sự hỗ trợ của 6 cái đời upline của mình, 6 cái người tuyến trên, để họ hỗ trợ các bạn càng sớm càng tốt. Trở lại với chính sách chia sẻ các bạn, ngoài cái việc là các bạn có hoa hồng trên từng sản phẩm, các bạn có hoa hồng trên cái việc đào tạo những cái nhà phân phối, trở thành những nhà phân phối. Cái chính sách thứ ba vô cùng hấp dẫn, bản thân những người có tầm nhìn lớn hơn, với cái sự kinh doanh lớn hơn, các bạn đều cảm thấy cám dỗ bởi chính sách thứ ba, đó là trả thưởng khi các bạn huấn luyện những người trong hệ thống của mình trở thành quản trị viên. Và với cái việc này thì Blue Diamond Thủy Nguyễn là một trong những người có dạn dày kinh nghiệm trong ba chị em. Thủy lúc nào cũng gọi là cái ham muốn các bạn đào tạo càng nhiều quản trị viên càng tốt, và đây là cái con đường mà tất cả mọi người vào kinh doanh New Skin đều nhắm tới. Sau chị mời Thủy có thể chia sẻ những kinh nghiệm của em trong thời gian qua. Cảm ơn chị Ada. Cái phần chia sẻ của chị Ada thực sự là Thủy chăm chú, Thủy lắng nghe, và mình rất là thích là cái 5 đến 40% chị Ada đã phân tích. Ở đây các anh chị thấy nhá, ngày hôm nay Thủy hiện giờ Thủy đang sống ở Sài Gòn, và cái quyết định ngày hôm nay thì chính phủ Việt Nam đã quyết định là tất cả các kinh doanh này, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, massage, spa, toàn bộ trên phạm vi Sài Gòn, tất cả các quận đều đóng cửa, và sẽ đóng cửa cho đến ngày 31 tháng 3, và có thể không biết là sẽ đóng cửa đến khi nào Thủy chưa biết. Nhưng mà điều đấy có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái kinh doanh của tất cả những người mà có nhà hàng, có khách sạn sẽ đình trệ trong thời gian này. Và đây là cái mà khi phân tích của chị Ada thì càng thấy một điều là mình cảm thấy ngồi đây và mình thấy vô cùng may mắn. Tất nhiên là trong khủng hoảng, nếu mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra thì bất kỳ kinh doanh nào cũng sẽ ảnh hưởng, đúng không ạ? Tuy nhiên, những anh chị em chúng ta làm New Skin, mình còn thấy một điều, mình vẫn còn có cơ hội để mình tồn tại và mình phát triển. Cái điều đấy là điều vô cùng may mắn. Cho nên là nếu như các anh chị Thủy thấy được một điều như này, nếu mình tưởng tượng đi, mình là một doanh nghiệp và cái doanh nghiệp đấy của mình bây giờ là doanh nghiệp vận tải đi, mình đóng cửa hoàn toàn.
là có nghĩa là mình không còn được phần trăm nào hết, nhưng mà mình vẫn phải chi trả cho lương cho tài xế, cho tất cả mọi chi phí vận hành của doanh nghiệp đấy. Nhưng mà cái doanh nghiệp mà chị Ada phân tích, các anh chị thấy đúng không ạ, chúng ta maximum chúng ta được 40%. Và cái điều đấy là một trong những cái điều tuyệt vời thu hút những doanh nghiệp mà vào đây muốn có một cái thu nhập chủ động của mình, một doanh nghiệp độc lập, đúng không ạ? Và mình hoàn toàn có thể quyết định cái thu nhập của chính mình thông qua cái doanh số mà mình mang lại. Thì Thủy cũng có chia sẻ với chị Ada là cái phần thu nhập của chị Ada này, phần chia thu nhập của chị Nguyệt đấy là phần chia sẻ, có nghĩa là mình có thể có tiền ngay lập tức. Buổi sáng sản phẩm tung ra khỏi kho là buổi chiều chúng ta có tiền rồi, đấy là tiền trả thưởng theo ngày, đấy là một sự ưu việt của Nu Skin. Còn cái trả thưởng của chị Ada là chúng ta có thể nhận tiền theo tuần, đúng không ạ? Chúng ta đo lường kết quả đấy và thu nhập đấy hoàn toàn cá nhân mình quyết định. Thế và cái phần thứ ba mà các anh chị Ada cũng có nhắc tới đấy là cái phần trả thưởng cho lead. Thì đây là một cái cột kinh, một cái phần kinh doanh mà thì nghĩ rằng là cá nhân mình thấy là bước vào đây mình hoàn toàn được quyền lựa chọn, mình đồng thời vừa là người chia sẻ bởi vì mình dùng sản phẩm mà, cho nên mình vẫn có thể chia sẻ giống như của chị Nguyệt. Mình hoàn toàn có thể xây dựng một cái kinh doanh cá nhân của mình giống như của chị Ada đã nói. Nhưng bên cạnh đấy á, giống như ngày hôm qua Thủy có chia sẻ trong cái phần mà Thủy muốn rằng là Facebook là cái gì ạ, là cái chúng ta có thể kết nối, chúng ta có thể kết nối với những anh chị em muốn phát triển kinh doanh độc lập của họ. Ví dụ ngồi đây chẳng hạn, Thủy muốn kết nối với một chị Hồng Vân ở bên Pháp. Chị Hồng Vân cũng là người muốn kinh doanh độc lập. Vậy thì Thủy với chị Hồng Vân sẽ bắt tay lại với nhau. Và chị Hồng Vân được quyền làm những gì giống như chị Nguyệt đã làm, là chia sẻ, là những gì chị Ada đã làm. Và cùng với sự hỗ trợ của Thủy, cùng với sự hỗ trợ của hệ thống, thì lúc đấy Thủy sẽ được hưởng một phần nhỏ trong cái hệ thống của chị Hồng Vân. Do vậy, với cá nhân của một cái người với vai trò là một cái người muốn phát triển hệ thống lâu dài, một hệ thống lâu dài, chúng ta đã tính đến lâu dài, chúng ta phải tính đến năm, chúng ta phải đến 5 năm và 10 năm. Thì cái thu nhập của phần lead ở trong kinh doanh với Nu Skin ấy, đấy là phần thu nhập thụ động. Thế do vậy nó có hai cái nguồn thu nhập, nó có hai cái dòng tiền ở Nu Skin mang lại cho mình. Một là dòng tiền chủ động, cá nhân mình có thể làm được điều đó. Mình không có lệ thuộc bất kỳ một người nào hết, đúng không ạ? Mình có thể quyết định mình chia sẻ bao nhiêu sản phẩm, mình quyết định tháng này mình có doanh số bao nhiêu điểm, bao nhiêu sản phẩm ra khỏi cái kho của Nu Skin để chúng ta được tiền hoa hồng. Thế và cuối cùng nữa là gì ạ? Chúng ta có thể cùng chung tay hỗ trợ những anh chị em muốn phát triển cái kinh doanh của chính họ. Và lúc đấy mình sẽ được 5% của 6 tầng sâu trong cái hệ thống của mình. Maximum chúng ta đã được hưởng điều đó. Thế do vậy thì nó có cái dòng tiền mà trong cái phần lead, đấy là dòng thu nhập thụ động. Và đấy là một trong những điều mà Thủy muốn chia sẻ đến với tất cả những anh chị em mà muốn bước chân vào kinh doanh Nu Skin. Các anh chị muốn có một kinh doanh đường trường, đúng không ạ? Thì lead nó là cái tầm nhìn chúng ta hướng tới. Tuy nhiên Nu Skin rất là tuyệt vời, họ cho luôn cho mình cái phần chia sẻ để chúng ta có thể có tiền ngay. Họ cho mình xây dựng một doanh nghiệp độc lập của mình. Và sau đấy mình có thể quyết định cái việc phát triển cái hệ thống của mình, nó phát triển đến thị trường nào, đến bao nhiêu nước, đến bao nhiêu con người, thì đấy là cái quyết định của chính mình. Thế do vậy thì cái khoảng thời gian ngày hôm nay thì trong vài phút của Thủy thì Thủy cũng muốn chia sẻ với các anh chị như vậy. Nhưng điều quan trọng là gì ạ? Điều quan trọng là cái khởi động kinh doanh cho bất kỳ một người nào. Nếu ngày hôm nay các anh chị là người mới thì các anh chị hãy ngồi lại với cái người bạn, mời các anh chị vào chương trình này để mà gì ạ? Để mà làm một cái việc rất là quan trọng là sau khi nghe phần chia sẻ của chị Nguyệt, nghe phần chia sẻ của chị Ada và Thủy, các anh chị hãy cho mình một cái quyết định là tôi muốn kiếm thu nhập ở Nu Skin là thu nhập như thế nào, đúng không ạ? Nếu như mình muốn có thể có một cái thu nhập ngay, mình có thể tập trung trở thành gọi là đăng ký miễn phí như chị Nguyệt nói, chúng ta có thể chọn một dòng sản phẩm nào đó để trải nghiệm, và sau đấy nếu nó tốt, đúng không ạ, các anh chị có thể quyết định các chị chia sẻ. Mà Thủy chắc chắn một điều là nếu nó không tốt thì ngày hôm nay không có hơn 700 người đang ngồi nghe cái chương trình này, đúng không ạ? Và tiếp tục sẽ có rất nhiều người bắt đầu với kinh doanh này, đặc biệt trong cái giai đoạn mà khủng hoảng kinh tế như thế toàn cầu hiện nay, có rất nhiều người cần đến một cơ hội để kinh doanh. Ít nhất bước chân vào một kinh doanh nào nó cũng không hề dễ dàng, xây dựng một kinh doanh nào cũng không hề dễ dàng, nhưng ít nhất đối với Nu Skin, chúng ta không bị áp lực về vốn tiếp theo này, chúng ta không áp lực về mặt bằng này, chúng ta không bị ảnh hưởng bởi Corona nếu như trường hợp mà chính phủ yêu cầu đóng cửa các cơ sở hạ tầng mà mình đang xây dựng. Cho nên cái nền tảng của Nu Skin ở đây, các anh chị để ý một điều là nó phát huy tối đa cái nguồn lực của từng cá nhân. Nó phát huy nguồn lực của từng cá nhân mà nó không lệ thuộc quá nhiều vào những đối tác liên quan. Cái điều đấy nó rất là quan trọng. Cho nếu như chị Nguyệt dùng Lumispa, chị Nguyệt thấy cá nhân mình tốt, chị Nguyệt có thể lên trên Facebook, đúng không ạ? Chị Nguyệt có thể làm một cái live stream. Có thể là 5 người nghe, người xem, hoặc là 50 người xem, hoặc có thể là Facebook của chị Nguyệt sẽ có hàng ngàn người xem. Và thế nào, đúng không ạ? Mình không biết xui hay hên, nhưng sẽ có người thấy là ồ, sản phẩm của chị Nguyệt chia sẻ rất là tuyệt vời. Và lúc đấy người ta có nhu cầu. Vậy thì hãy ngồi lại với người bạn của anh chị để quyết định là à, tôi bước chân vào đây, tôi muốn kiếm thu nhập từ sharing, hay là từ xây dựng, hay là từ cái việc chúng ta sẽ lead cái hệ thống đội nhóm của mình trong cái thời gian 1 năm, 5 năm hay là 10 năm. Thế do vậy thì ba cái chính sách trả thưởng share, build và lead
nó là một trong những cái điều rất là quan trọng để các anh chị ngồi xuống với người giới thiệu với anh chị cơ hội kinh doanh này, để nói rằng tôi cần bắt đầu như thế nào, và hãy viết mục tiêu của mình xuống. Hãy viết mục tiêu rất là rõ ràng là tôi muốn kiếm 100 đô, 1.000 đô hay 10.000 đô, để sau đó thì cái người tuyến trên của anh chị, cái người bạn của anh chị dẫn dắt các anh chị, họ sẽ có một cái kế hoạch rất là chi tiết, đúng không ạ? Các anh chị cần phải lập danh sách như thế nào, khách hàng ra làm sao, đối tác chiến lược của anh chị là ai, thị trường của các anh chị như thế nào, cái phân khúc đối tượng của anh chị là sao trên Facebook. Bởi vì mỗi một người chúng ta đều có một cái tên ở trên Facebook, chúng ta đều có một cái nhân hiệu ở trên đấy, chúng ta đều có một cái trang Facebook trên đó. Vậy thì chúng ta sẽ biết là đối tượng của mình là người nào, những đối tác của mình là ai, đúng không ạ? Tức là cái tầm ảnh hưởng của mình nó là những đối tượng nào, để mà chúng ta sẽ có một cái chiến lược đi chi tiết cho từng cá nhân mình, bám sát cái chiến lược của đội nhóm và hệ thống. Thế do vậy thì còn cái việc mà quan trọng hơn nữa, đúng không ạ? Quan trọng hơn nữa đấy là cái việc mà ngày hôm qua thì cũng có nhắc tới, là quan trọng các anh chị có muốn nắm bắt cái cơ hội này hay không? Các anh chị có thực sự tin tưởng vào người bạn của anh chị đã mời các anh chị vào đây nghe cái chương trình này hay không? Và nếu các anh chị tin tưởng với người bạn của mình, bởi vì ít nhất hãy nhìn người bạn của mình xem họ có trở nên tốt hơn với Nuskin hay không? Họ có khỏe hơn hay không? Họ có trẻ hơn không? Họ có giàu có hơn hay không? Đúng không ạ? Họ có nhiều tiền hơn so với trước đây hay không? Hãy xem người bạn của mình, ít nhất phải có một cái sự chuyển đổi như vậy. Và nếu có thì không có lý do gì mà mình không hỏi lại với người bạn của mình là hãy hướng dẫn tôi để cách bắt đầu. Tôi muốn giống như chị Nguyệt, tôi muốn giống như chị Ada, tôi muốn giống như cả ba cái chị đó, và tôi muốn giống những anh chị em đã kiếm được tiền ở New Skin. Với những anh chị em đã kiếm được tiền từ đội nhóm VIP thì chắc chắn một điều là các anh chị bám sát tất cả những chương trình Facebook Live, chương trình Zoom của đội nhóm, thì Thủy tin rằng bất kỳ mục tiêu nào, mục tiêu nhỏ, mục tiêu lớn, các anh chị đều có thể đạt được. Và đấy là cái phần chia sẻ của Thủy. Thì cái chương trình ngày hôm nay Thủy với cả chị Ada và chị Nguyệt cũng đã kết thúc rồi. Thì không biết là chị Nguyệt với chị Ada có muốn nhắn nhủ điều gì đó cho những anh chị em ngày hôm nay hay không? Em xin mời hai chị. Hello. Chị Thủy với lại chị Ada chia sẻ rất là chi tiết về cái chính sách trả thưởng của Nuskin. Và khi mà mình vô đây đó, mình cũng nhìn tới cái phần của chị Ada với Thủy, cái đó nên cái đó là động lực để cho mình theo đuổi suốt 7 năm nay. Và chỉ sau 4 năm thì gia đình mình đã có được những cái gì mà mình mong muốn. Thì các anh chị, nếu mà ngày hôm nay các anh chị đã vô nghe cái Zoom này, nghĩa là các anh chị đã muốn tìm hiểu và đã muốn bắt đầu, thì ngay lập tức thôi, đừng có chờ đợi gì nữa. Những các anh chị ở bên Mỹ là còn sáng trưng à, và bên Mỹ còn sáng trưng, mình sẽ làm ngay lập tức. Bởi vì trong ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều, khắp nơi có nhiều những cái chương trình hỗ trợ huấn luyện, nên đăng ký liền và làm liền trong ngày hôm nay. Còn những cái thị trường khác thì em không biết buổi trưa buổi tối gì đó, nhưng mà vẫn có thể làm việc, tại vì kinh doanh của mình mở cửa 24/24. Nên đừng có chần chờ gì nữa, tại vì một phút vừa qua đi, một ngày qua đi thì cảm thấy nó rất là phí, đúng không? Nó rất là phí cho cái kinh doanh của mình. Đó là cái lời mà nhắn nhủ của em thôi. Cảm ơn Nguyệt và cảm ơn Thủy. Ada thì không có gì để mà khuyên các anh chị, nhưng mà một cái mà Ada nói với các bạn là khi mà mình chọn kinh doanh Nuskin, mình chọn nó vì nó xứng đáng, chứ mình không chọn nó vì nó dễ các bạn. Nếu như các bạn nghĩ là bây giờ đi làm chạy xe quá, đi làm hãng xưởng khó khăn quá, lấy hai cái bằng đại học khó khăn quá, hay là trở thành một người giám đốc của công ty, hay là một người trưởng phòng khó khăn quá, thôi tôi đi làm Nuskin cho nó dễ. Cái thứ nhất, câu trả lời là sai các bạn nhé. Thì mình chọn Nuskin vì nó xứng đáng. Cái thứ hai, khi bạn chọn Nuskin thì bạn phải quyết định mình trở thành một con người tốt hơn. Giống như hồi nãy Thủy chia sẻ đó, Thủy làm cho Đà nhớ lại là 2 ngày chuyển từ nhà phân phối mới nào hết, và Thủy làm mình phải nhìn qua nhìn lại xem mình đang ở như thế nào, cạnh mình có tốt hơn chưa, nên không ai đi theo mình hết, đúng không? Các bạn phải tự mình lên. Lý do Ada nói như vậy là gì? Tại vì ngày hôm qua mình bước vào hãng xưởng, mình biết trước là mình sẽ được trả 10 đồng, trả được 8 đồng hay được trả 2.000 đồng tháng này. Đó là một cái điều mặc định và đương nhiên, đúng không ạ? Nếu như các bạn chọn kinh doanh New Skin để đánh giá con người mình xứng đáng để được trả hơn số tiền đó. Mình muốn tháng sau mình được 8.000, 10.000, 20.000, 70.000, 5 triệu đồng trong vòng 5 năm hay 10 năm, thì tại sao các bạn phải xứng đáng được nhận số tiền đó? Tại vì con người của mình trở nên giá trị hơn, và mình chỉ có thể trở nên giá trị hơn bằng cái việc thể hiện cái bên ngoài. Học nhiều hơn, các bạn nghiêm túc hơn, các bạn kỷ luật hơn, các bạn có tầm nhìn hơn, và các bạn có sự đầu tư hơn trong cách sống, trong cách làm việc, trong lời ăn tiếng nói, trong sự chia sẻ. Cả mọi thứ các bạn đều phải hoàn chỉnh mình. Tại vì con người mình đang là 500 đồng một tháng, 5.000 đồng một tháng,
mình muốn giá trị của mình tăng lên 10 lần, tăng lên 20 lần, tức là trở nên 50.000 đồng một tháng, 500.000 đồng một tháng. Người đó không thể là con người của ngày hôm qua, lại càng không thể là con người của 10 năm trước. So học tập và không ngừng học tập để các bạn có thể tốt hơn. Đó là cách các bạn được trả tiền cao hơn vì cái giá trị mình mang lại mọi người. Đây là chị có thể chia sẻ với các bạn như vậy. Mời Thủy. Dạ, cảm ơn hai chị và cảm ơn tất cả anh chị em ngày hôm nay đã vào tham gia cái chương trình Zoom này. Bây giờ Thủy nghĩ rằng là quan trọng nhất là gì? Nếu chúng ta muốn có một cái kết quả khác thì chúng ta cần phải làm một cái điều gì đó khác thôi. Thế cho nên là cuộc sống thì nó, Thủy nghĩ rằng là nó không có gì là nó dễ dàng cả. Kinh doanh cũng vậy. Tuy nhiên, giống như chị Ada nói á, là chúng ta hoàn toàn có thể theo đuổi một cái điều gì đó giá trị hơn. Và đối với Thủy thì dòng tiền ở New Skin nó là một cái thu nhập rất là, nó là một dòng tiền chất lượng cao. Thủy luôn luôn nói là đấy là một thu nhập chất lượng cao. Và những con người New Skin cũng là một trong những lý do để mà Thủy gắn bó với New Skin cho đến ngày hôm nay. Có rất nhiều những anh chị em tuyệt vời ở đây. Cho nên là có rất nhiều những nhà phân phối New Skin họ đã nói rằng là nếu vào New Skin không thành công thì cũng thành nhân. Thì hy vọng là với những chương trình hỗ trợ huấn luyện của đội nhóm GIP ở khắp mọi nơi thì chúng ta sẽ chung tay để cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn. Một lần nữa cảm ơn hai chị xinh đẹp và tất cả các anh chị em đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào tất cả các anh chị và chúc mọi người một làm việc tốt lành nhé. Bye bye cả nhà. Bye bye.